chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân. chương 1011, chúng ta tới đại náo một trận. Lê Văn Vân khẽ cười, anh bưng chén trà, nhìn ba người xa chấn vũ cười tủm tìm. Tức khắc, sắc mặt xa chấn vũ bỗng trở nên khó coi, anh ta nhìn xung quanh khắp mọi nơi, sau đó lại cười khẩy nói, Lê Văn Vân, tôi nhớ rõ là người gác đêm không thể động thủ trước mặt công chúng. Lê Văn Vân gật đầu nói, nhưng tôi có thể đảm bảo, thời khắc người thường còn chưa kịp nhận ra hay có bất kỳ phản ứng gì, các người đã chết trước rồi. Khoảnh khắc này, Sa Trấn Vũ chỉ cảm thấy ra đầu lẫn cơ thể như tê dại, thậm chí anh ta còn không ngờ Lê Văn Vân có thể thực sự làm được tất thảy. Lê Văn Vân, thật sự có khả năng hạ gục anh ta chỉ trong nháy mắt. Nếu tôi nói, anh thật sự sẽ thả chúng tôi đi. Sa Trấn Vũ hỏi. Châu Sâm đứng bên cạnh hoảng sợ không thôi, anh ta không ngờ Sa Trấn Vũ lại đồng ý tha cho các người đi sao suy nghĩ nhiều rồi lê văn vân khua khua tay nói tha cho các người một mạng ở đây có nghĩa là đưa các người về ngục giam của người gác đêm hoặc là điều các người về lại khu tội ác đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn không nói như vậy thì anh đã vi phạm quy tắc trò chơi tôi cũng có lý do để ra tay với anh tôi cho anh ba giây để suy nghĩ châu sâm không dám nói lời nào người đứng bên cạnh kia đương nhiên cũng không dám nói lời nào bọn họ đều tập trung nhìn xa trấn vũ Sa chấn vũ cắn răng, sau đó cười khổ một tiếng nói là Hotzis sai tôi làm như thế. Tôi trở lại nơi này, ông ta muốn tôi chuẩn bị một nơi để làm đại bản doanh của ông ta, mà vừa hay điểm du lịch này lại là một hòn đảo nhỏ, cũng phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, cho nên chúng tôi đã không màng mà làm tất thảy những chuyện này. Vừa dứt lời, anh ta lại thở dài một hơi, chấp nhận chịu thua. Lời giải thích này nghe chừng cũng có lý. Anh ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt hỏi, Hotseas kêu anh trở về, có sai người liên lạc với ông mặc không? Không có, Sa Trấn Vũ lắc đầu nói với vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà. Trước đó không lâu, có một ông cụ đã tới khu tội ác, ngài Hotseas có nói ông cụ đó cũng không thua kém ngài ấy mấy. Audio điện tử võ tấn bền Khoảng bao lâu rồi, Lê Văn Vân hỏi. Cũng tầm gần một tháng rồi, Sa Trấn Vũ đáp. Trong lòng Lê Văn Vân hơi động nếu nói là khoảng trên dưới một tháng, thời gian có lẽ phù hợp. Trận chiến ở hẻm núi kia của Lê Văn Vân hình như cũng xảy ra gần một tháng trước. Xem ra lão mặc này đã vác xác chạy trốn tới khu tội ác rồi. Lê Văn Vân sờ sờ mũi rồi nói, nếu như chuyến đi tới khu tội ác lần này có thể giải quyết được hai người kia, những người ở khu tội ác đó sẽ mất đi thủ lĩnh, đến lúc đó để bà Loan hay tử sắc liên hoa ra mặt, có lẽ có thể tiến hành hợp nhất những người này, hợp tác với người gác đêm anh thầm cân nhắc trong lòng, sau đó đứng lên nói, đi thôi. Đi, đi đâu cơ, Châu Sâm nói theo bản năng. Đương nhiên là đưa các người về ngục giam của người gác đêm rồi, sao hả? Hay là anh còn định ở lại đây ăn một bữa cơm? Lê Văn Vân nhìn anh ta cười hì hì một cái. Cả ba người họ căn bản không dám trần trừ một giây phút nào, thành thật đi theo phía sau Lê Văn Vân cùng ra khỏi nhà ăn. Lúc lên xe Lê Văn Vân, Lê Văn Vân gọi điện thoại tìm Phạm Nhược Tuyết hỏi địa chỉ cứ điểm của người gác đêm gần đó, sau đó lái xe chở ba người họ đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không hẳn sẽ an yên từ đầu tới cuối, sau khi đưa tới nơi rồi, anh thẳng tay đánh ngất cả ba người bọn họ, sau đó đưa ba người về tổng bộ của người gác đêm để giam giữ. Có điều, Lê Văn Vân không đích thân đưa ba người họ về tổng bộ, bởi với lực độ xuống tay của anh, chắc khoảng mấy ngày nữa ba người này cũng chưa tỉnh lại nổi, đợi đến thời điểm bọn họ tỉnh táo lại, thì trăm phần trăm là đã bị nhốt bên trong ngục giam của người gác đêm. Sau đó, Lê Văn Vân tự lái xe quay trở lại khách sạn. Khi tới khách sạn rồi, anh tìm gặp Liễu Ngọc, kêu trong hai ngày tới Liễu Ngọc tiếp tục đàm phán với người của tập đoàn Trấn Hưng để ký kết hợp đồng một lần nữa, còn bản thân anh, những chuyện còn lại anh không quan tâm nữa. Chuyện khó khăn nhất anh đã giải quyết xong, những chuyện còn lại, Liễu Ngọc sẽ phụ trách. Hơn nữa, công lao này, anh cũng định để Liễu Ngọc được hưởng. Đợi đến khi trở về rồi, dựa vào thành tích của dự án này, chuyện Liễu Ngọc được thăng chức tăng lương ở tập đoàn Hãn Vũ dường như là điều chắc chắn, chuyện ván đã đóng thuyền. Đến ban đêm, sau buổi diễn tập hôn lễ, người của nhà trai nhà gái bắt đầu tách ra. Về phía Doãn Nhu, rất nhiều chị em cùng tới từ khu tội ác đã hợp lại với bà ta thành một nhóm chị em, mà bên phía Lê Văn Vân, Lê Văn Vân và những người khác đã thành lập một nhóm cướp người mới. Đêm đó, Mấy người Lê Văn Vân không quay lại khách sạn, tất cả đều ở trong nhà Lý Thu. Lý Thu đã mua cho cha mẹ mình mấy căn biệt thự rất lớn. Cho nên mấy người bọn họ có ở lại cũng không thành vấn đề. Còn nhóm An Nhiên thì ở trong một căn biệt thự nơi khác. Buổi tối, Lê Văn Vân, Cố Bạch, Lý Thu và cả Trần Tiêu, bốn người cùng ngồi trong đại sảnh. Lý Thu hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Pháo hoa, đoàn xe, vân vân. Lý Thu liên tục kiểm tra, dường như anh ta có chút khẩn trương. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dù sao thì anh cũng là người trải qua vô số chiến trường rồi, chỉ là kết hôn thôi mà, một tình huống còn con như vậy, anh khẩn trương cái dám gì, đoàn xe là tôi cho người sắp xếp, đều là mấy loại xe thể thao đỉnh cao, ngày mai nhất định sẽ khiến anh nở mày nở mặt. Cố bạch cười he he nói. Lý Thu thở vào một hơi nói, anh không hiểu đâu, kết hôn còn khiến người ta có cảm giác khẩn trương hơn so với việc ra chiến trường ấy. Nếu có thể, tôi thả một thân một mình đi đấu với tiêm quỷ đỏ. Tiền đồ của anh nằm cả ở đây đấy. Cô Bạch nói đến đây, lại chớp chấp mắt nói, đúng rồi, thu thu, anh và An Nhiên, ngủ cùng nhau chưa? Sao anh tọc mạch thế hả? Lý thu mắng, sau đó lại khẽ gật đầu. Trên mặt mấy người Lê Văn Vân lộ vẻ đáng khinh, Lý Thu ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân và Cố Bạch nói, nói thật, Tôi cảm thấy nếu các anh đã gặp được người phù hợp rồi thì hãy nên kết hôn đi, dẫu sao thì các anh cũng là con trai độc nhất trong nhà cả. Đừng giống như Đường Đường, sau hôn lễ, tôi và An Nhiên Định sẽ về quê Đường Đường để hưởng tuần trăng mật, nhân tiện tới thăm Đường Đường luôn, các anh có muốn gửi gì tới đó không? Gửi gì tới đó thì cũng có để làm gì đâu, dù sao thì cậu ta cũng không nghe được nữa." Lê Văn Vân bĩu môi nói. Mấy người họ dường như không hề có ý định đi ngủ ngồi trong phòng khách trò chuyện không ngừng. Đồng thời, tại một nơi nào đó ở vùng ngoại thành của Tô Triết, lúc này, trong phòng có không ít người, nếu có Lê Văn Vân ở đây, khả năng anh sẽ nhận ra một vài người, chính là người tới từ khu tội ác, toàn bộ căn phòng có khoảng 4 năm chục người gì đó, tất cả đều từ cao cấp trở lên, thậm chí còn có hơn 10 người là đỉnh cấp. Lặp lại lần nữa, nếu ngày mai chúng ta đi, xác suất bỏ mạng sẽ rất cao, ai muốn rút lui thì giờ mau đi khỏi đây nhanh đi phía trước, một người Trung Quốc đầu chọc nói với giọng điệu lạnh băng. Có thể vì Hot làm chút chuyện này, đó cũng là vinh hạnh của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không lùi bước. Phía dưới, mọi người đồng thanh hô. Tên đầu chọc gật gật đầu nói, vậy thì tốt. Chuyện chúng ta phải làm bây giờ chính là gây rắc rối cho người gác đêm, công khai sự tồn tại của thế giới ngầm, công khai sự tồn tại của tiêm quỷ với công chúng, làm cho cả thế giới loài người lâm vào khủng hoảng. Đến lúc đó, người gác đêm phải trấn an tâm trạng của những người bình thường này, tự khắc sẽ không thể băn khoăn đến những người bạn đồng hành trong khu tội ác của chúng ta. Tất cả mọi người gật đầu. Tên đầu chọc chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng nói, mà ngày mai, cũng là hôn lễ của Lý Thu anh em tốt của Lê Văn Vân, chúng ta. Chơi một trận đi. chương 1012, hôn lễ của người anh em tốt nhất một. Buổi tối hôm nay, mấy người Lê Văn Vân cũng không khác gì những người trẻ tuổi bình thường, bọn họ ngồi đó cùng bàn luận về phụ nữ, Lý Thu vì kết hôn mà căng thẳng đến nỗi không ngủ được. Mà là bạn của anh ta, mấy người Lê Văn Vân cũng cực kỳ khẩn trương. Mãi cho đến tận khuya, lúc dạng sáng họ mới chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ được 3 tiếng, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, bọn họ đã bị cha mẹ Lý Thu đánh thức. Mấy người Lê Văn Vân thay trang phục phù rể, quần áo của bọn họ đều giống nhau, tất cả cùng mặc một bộ vest đen sang trọng, về phần chú rể Lý Thu, anh ta mặc một bộ vest màu trắng mấy người họ đều là người biết phó nên dáng người không tồi sau khi mặc vest trạng thái của họ hoàn toàn khác với những ngày thường lê văn vân sửa sang lại một chút rồi nói khó chịu thật hình như lần đầu tiên mặc vest trong đời lại hiến cho thu thu đương nhiên đội ngũ đón dâu không phải chỉ có bốn người bọn họ một số bạn bè người thân của lý thu cũng đã tới thời điểm bọn họ đang thay quần áo cửa phòng bị đẩy ra một thanh niên dáng người hơi béo khoảng 30 tuổi bước tới nói, Lý Thu. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua người này rồi âm thầm đánh giá, nhìn lướt qua thì có dáng vẻ một công dân thành đạt, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ, kẹp một chiếc túi ra dưới nách. Lý Thu, chào nha, hiện tại mọi người đều ở đây hết sao? Nghe nói đây là nhà cậu đi thuê, anh ta mở miệng hỏi. Lý Thu đã dặn cha mẹ mình khiêm tốn, giữ kín miệng một chút, cho nên với người ngoài, anh ta nói với một số người thân và bạn bè rằng căn nhà này là anh ta đi thuê. Đúng vậy, Lý Thu gật gật đầu nói. Bọn họ đều là bạn của cậu sao? Suốt lời, anh ta lại nhìn sang Lê Văn Vân, Cố Bạch và Trần Tiêu rồi mở miệng hỏi. Ừ, Lý Thu gật gật đầu, sau đó mở miệng giới thiệu, đây là Lê Văn Vân, Cố Bạch, anh Trần Tiêu. Sau đó, anh ta lại nhìn về phía người đàn ông có thân hình hơi mũm mĩm kia, quay đầu nhìn nhóm Lê Văn Vân cười mỉm một cái, giới thiệu đây là anh họ tôi, Lý Gia Long. Là thành viên có triển vọng nhất trong nhà họ Lý chúng tôi, sở hữu một công ty game đáng giá vài ngàn vạn. Mấy người Lê Văn Vân có thể đọc ra được ý tứ thật sự bên trong nét tươi cười đó của anh ta. Đây là một người giả tạo. Ôi dào, chỉ là một chút tiền còn con thôi ấy mà. Lý Gia Long khua khua tay, mở miệng nói, nhưng mà anh có cái này cần phải nói với cậu đây. Mấy người làm lính như cậu kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì, có cần phải thuê căn nhà đắt tiền như vậy để kết hôn hay không? Căn nhà kiểu này, thuê một tháng chắc ít cũng phải 10 vạn, thậm chí đến anh còn không có khả năng sống nổi ở đây. Cậu không cần thiết phải phô trương lãng phí như thế đâu. Ách, mấy cái này không cần phiền đến anh họ phải nhọc lòng đâu, chúng ta đi ra ngoài đón dâu trước đã. Lý Thu cười cười nói. Thu Thu, anh biết khi còn nhỏ anh đối xử với cậu có hơi khoa trương không đúng mực, cũng hay bắt nạt cậu, nhưng thật lòng anh cũng chỉ hy vọng cậu trở nên tốt hơn một chút, vì vậy anh mong cậu đừng có ý thù địch gì với anh, hôm nay anh chắc chắn sẽ giúp cậu đưa thẻ, sẽ cho cậu đưa một cái lễ thật lớn, để cậu nở mày nở mặt, bạn bè phải ghen tị. Anh ta nói, sau đó lôi ra một tấm thẻ. Ha ha, cô Bạch nói, không phải là mấy trăm vạn đó chứ, anh họ thật hào phóng nha. Lý Gia Long dừng một chút, sau đó ho khan một tiếng rồi nói, không cần đến mức đó đâu, đúng rồi, chúng ta phải đi gắn hoa lên xe chứ xe cưới của cậu đâu có muốn anh cho mượn con xe đại bôn của anh không đoàn xe cưới đã thuê xong hết rồi lý thu khẽ cười cười lý gia long hơi hơi động sau đó anh ta vỗ vỗ bả vai lý thu nói vậy cũng được hôm nay anh cũng không thể đi đón dâu với các cậu vì hôm qua làm việc có hơi mệt phải đi chơi với một ông chủ có giá trị tài sản hơn trăm triệu lát nữa anh sẽ nằm nghỉ trên sofa nhà cậu một lúc lý thu gật gật đầu nói được vậy phiền anh họ rồi lý gia long khua khua tay nói việc nhỏ ấy mà đừng để bụng vừa dứt lời anh ta xoay người rời đi đợi đến khi anh ta đi rồi cố bạch mới tiến tới nhìn lý thu cười hì hì hỏi sao hả nghe ra ý tứ người anh em này không trước kia anh thường xuyên bị anh ta bắt nạt coi thường nhỉ lúc còn nhỏ gia cảnh của anh ta tốt hơn tôi lại là kiểu người hay khoe khoang giả tạo mặc kệ anh ta Lý Thu bĩu môi nói, tới đây cũng chỉ để giảng đạo với khoe của thôi. Cố Bạch bĩu môi nói, đợi lát nữa xem anh ta có kinh ngạc đến rất cầm không. Lê Văn Vân nói với vẻ tươi cười, đừng bận tâm mấy chuyện này nữa, dù gì cũng chỉ là một người không cùng đẳng cấp thôi mà, hà tất gì phải so đo nhiều, Cố Bạch, đoàn xe của anh tới chưa? Bây giờ tôi kêu bọn họ lái xe tới ngay đây, Cố Bạch cười he he nói, kêu mấy người bạn của cậu tới lái xe đón dâu đi. Dứt lời, anh ta móc điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động cơ, mấy người Lê Văn Vân từ tốn đi từ trên lầu xuống. Trên chiếc sofa dưới lầu 1, tiếng ngáy liên hồi vang lên, Lê Văn Vân tìm về nơi chủ nhân của tiếng ngáy, phát hiện Lý Gia Long đang ngủ trên sofa, thoạt nhìn có vẻ đêm qua anh ta thật sự bận rộn tới khuya muộn. Ngoài cửa, người thân và bạn bè được Lý Thu mời tới đều bị dọa sợ rồi. Những chiếc xe xuất hiện bên ngoài toàn bộ đều là xe thể thao. Tổng cộng có 21 chiếc, mà giá của mỗi một chiếc xe này ít cũng phải lên tới ngàn vạn. Và hầu hết những chiếc xe này đều là của Cố Bạch. Cố Bạch là một người đam mê ô tô, mỗi một lần kết thúc nhiệm vụ lớn, anh ta đều sẽ tự thưởng cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe mới, đủ loại các nơi trên cả nước. Lần này anh ta vận chuyển toàn bộ xe của mình tới đây, cũng là để sử dụng làm xe cưới cho Lý Thu. Cảnh tượng này thực sự khiến người thân của Lý Thu bị dọa sợ rồi. Lý Thu cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng thỏa mãn, và sau khi sự kinh ngạc cảm thán của mọi người qua đi, người thân và bạn bè do anh ta mời tới bắt đầu tới nhận chìa khóa, sau đó lái xe về phía nơi An Nhiên đang ở. Và ở một bên khác, An Nhiên đã mặc xong bộ váy cưới. Bản thân cô ta đã là một người phụ nữ có nét đẹp rung động lòng người rồi, giờ lại khoác thêm bộ váy cưới, vẻ đẹp ấy lại càng không gì sánh được. Bên cạnh đó, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ cũng đã mặc xong váy phủ dâu, hai người cũng trang điểm, trong căn phòng là một cảnh đẹp đến nao lòng. Tới tới, đúng vào lúc này, giọng nói của Trương Vãn Hà từ ban công vọng lại, mọi người mau chặn cửa lại nhanh, đừng cho bọn họ có cơ hội tiến vào. Trong căn biệt thự, có rất nhiều những chị em tốt của An Nhiên, bọn họ đều là người từ khu tội ác tới. Lúc này, ở trong đại sảnh dưới lầu 1, cánh cửa đã bị phong tỏa hoàn toàn tiểu khu này là một tiểu khu về biệt thự, những người ở đây đa phần đều là kẻ có tiền đến từ Tô Chiết, giờ cũng khoảng 7 giờ sáng, có một số người đã bắt đầu bước xuống giường, bọn họ nghe thấy tiếng xe thể thao vang lên liên hồi, ngay sau đó, mấy tên nhà giàu đó chứng kiến cảnh tượng kinh người, bọn họ nhìn thấy 21 chiếc xe thể thao hàng đầu thế giới đang từ từ lái vào tiểu khu. Và trên những chiếc xe đó đều được cột hoa, chiếc xe đầu tiên đặc biệt bắt mắt. Chiếc xe đầu tiên đó là do Lê Văn Vân cầm lái, hôm nay là hôn lễ của người anh em tốt nhất của anh, anh muốn đích thân lái xe. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước cửa. Lê Văn Vân xuống xe, đi tới bên cạnh, mở cửa để Lý Thu bước xuống. Trên tay Lý Thu cầm một bó hoa, anh ta đứng ở giữa, Lê Văn Vân và Cố Bạch đương nhiên đứng ở hai bên, sau đó ba người cùng nhìn về phía biệt thự hô lớn, mau giao tân nương ra đây, các người đã bị bao vây. Trường 1013, hôn lễ của người anh em tốt nhất hai. Cùng với tiếng nói của bọn họ, ở lầu 2, Trương Vãn Hà và Hoàng Thi Kỳ chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới hô lên, với thái độ này của các anh, tôi khó mà giao tân nương ra được. Hừ, không phải do các cô quyết, Lý Thu nói, giống như một tên cướp chính hiệu, vừa kêu vừa chạy về phía cánh cửa. Đương nhiên, cửa đã bị khóa, Lý Thu đứng gõ cửa nửa ngày, trả lời vô số câu hỏi, cuối cùng cánh cửa mới chịu hé ra một khe hở nhỏ xíu thời điểm khe hở nhỏ xíu đó được mở ra hai phù rể lê văn vân và cố bạch bắt đầu ném những phong bao lì xì vào trong phòng cùng với việc giật bao lì xì bọn họ đã thuận lợi phá vỡ tuyến phòng ngự thứ nhất vọt vào bên trong đại sảnh vừa mới chạy đến chỗ cầu thang trước mắt mấy người lê văn vân là cảnh tượng bậc thang rượu hoàng thi kỳ đứng đầu cầu thang nhìn bọn họ nói với ý cười hiện rõ trên mặt đống rượu này phải uống xong mới được đi lên nha. Chúng tôi phải lái xe nữa." Lê Văn Vân vội vàng nói. "Tôi mặc kệ, chờ lát nữa tôi cũng có thể lái." Hoàng Thi Kỳ nói. "Đừng nhiều lời, uống." Lý Thu nhấc một chân đá cố bạch. Lê Văn Vân cạn lời, anh nhìn thoáng qua Trần Tiêu, sau đó cười khổ một tiếng, chạy vọt lên. Tử lượng của anh khá tốt, tương tự anh, bản thân Trần Tiêu cũng là một người có tử lượng sâu không lường được, dưới tiếng hò reo hoan hô của đám người, hai người bọn họ hành động như trẻ tre, một hơi uống liền mấy chén. Mẹ nó, đây là cái gì? Lê Văn Vân uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng là uống phải một ly giấm. Phía dưới, Hoàng Thi kỳ cười nhưng ngả. Nhưng Lê Văn Vân vẫn nhịn, cứ như vậy, bọn họ uống một mạch từ lầu một tới lầu hai. Xông qua cửa thứ hai. Mặc dù với tử lượng đỉnh như Lê Văn Vân và Trần Tiêu, cũng có vẻ sắp không chịu được. Chủ yếu là đầy bụng, Lúc này, cuối cùng cũng đi tới ải tiếp. Phạm Nhược Tuyết đang đứng ở bên kia, cười tủm tỉm nhìn đám người Lý Thu xông tới. Lý Thu vội vàng hành lễ, bác sĩ Phạm, cầu xin cô cho tôi qua đi mà. Phạm Nhược Tuyết nhìn anh ta với vẻ mặt cười như không cười, mở miệng nói, tân nương của chúng tôi xinh đẹp như thế, sao có thể để mấy người đưa đi dễ dàng được chứ? Dứt lời, cô nhìn về phía Lê Văn Vân, cười tủm tỉm nói, phù rể hãy tới đây khóe miệng Cố Bạch run rẩy vài cái, vừa rồi ở ải uống rượu kia anh ta không vượt qua, điều này có nghĩa anh ta cần phải vượt qua ải này mới có thể đi tiếp được. Bác sĩ Phạm à, đây là hôn lễ của Thu Thu, các cô đừng làm khó phù rể mà. Mặc Cố Bạch tái đi rồi. Lúc này, Phạm Nhược Tuyết lại cười tủm tìm nói, không phải nói anh, Lê Văn Vân, anh lại đây. Lê Văn Vân ngẩn ngơ, Lý Thu đứng bên cạnh vội vàng nói, đại ca Cuộc sống hạnh phúc sau này của anh em phải dựa vào cậu rồi, cố gắng cho tôi quả ải đi." Lê Văn Vân cười khổ đi tới. Lúc này, Phạm Nhược Tuyết móc ra một dụng cụ trang điểm rồi nói, "Anh ngồi xuống đây cho em, em sẽ trang điểm cho anh, sau đó, anh phải dùng đôi môi được tô son này hôn lên mặt cố bạch một cái, hôn đến khi nào lưu lại dấu son môi trên mặt cố bạch mới thôi, nếu được, em sẽ cho qua bài kiểm tra này." Lê Văn Vân, "Đại ca, làm đi mà." Vì hạnh phúc của tôi." Lý Thu đứng bên cạnh lại mở miệng nói. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, nhìn Phạm Nhược Tuyết nói: "Anh hôn em được không?" Xem ra anh không muốn để Lý Thu được kết hôn rồi. Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. "Đại ca." Lý Thu lại dùng vẻ mặt sốt sắng cầu xin nhìn Lê Văn Vân. Cố Bạch đứng bên cạnh mắng: "Cái đồ ngốc kia, anh nhìn tôi như vậy làm gì, anh hôn tôi, chẳng lẽ ông đây không đau khổ sao?" Lê Văn Vân cười khổ một tiếng rồi nói, đến đây đi. Phạm Nhược Tuyết cười he he, bắt đầu móc phấn nền đồ trang điểm ra vẽ nguệch ngoạc lên mặt Lê Văn Vân, đứng bên cạnh, Hoàng Thi Kỳ móc điện thoại di động ra quay video. Bọn họ làm loạn đến không ngờ, nhưng nếu để nói thật lòng thì, tâm trạng bọn họ hiện tại đang vô cùng vui vẻ, họ cũng đang rất thoải mái. Dẫu sao thì, đây cũng là hôn lễ ý nghĩa chân chính đầu tiên của tiểu đội 11762. Phạm Nhược Tuyết trang điểm rất nhanh, và những cô gái đứng phía sau, và cả bạn bè người thân của Lý Thu cũng cười đến độ người ngã ngựa đổ. Đến đây đi, cô Bạch nói, rồi chia mặt về phía Lê Văn Vân, dáng vẻ như thể chấp nhận chịu chết. Mà lúc này, Lý Thu đứng bên cạnh cũng phải run run khóe miệng, không chịu được nôn khan một tiếng, mà dường như là suýt chút nữa anh ta nôn ra tất cả. Cô Bạch thẳng chân đá anh ta một cái rồi mắng, là tại anh đó, chúng tôi là đang hy sinh vì tương lai của anh đấy, vậy mà anh còn ra vẻ nôn mửa ông đây không chơi nữa tôi cảm động quá lý thu vội vàng nói lúc này cố bạch lại chìa mặt về phía lê văn vân lần nữa lê văn vân nghiến răng tiến tới đặt một nụ hôn lên mặt anh ta lại là một chàng cười vang lên sau khi làm loạn hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng lý thu cũng đã ôm được người đẹp về một đám người mênh mông cuồn cuộn lý thu ôm cô dâu của mình đi từ trên lầu xuống họ lên chiếc xe bên cạnh và sau đó, 21 chiếc xe bắt đầu khởi đầu, từ từ chạy ra khỏi tiểu khu. Kế tiếp, là tới nhà gặp cha mẹ Lý Thu, kính trà linh tinh các kiểu. Sau đó, họ xuất phát đến nơi khác. Đoàn xe này, có thể coi là đoàn xe lóa mắt nhất tô chiết ngày hôm nay. Khoảng 11 giờ, cuối cùng đoàn người cũng đã tới vùng ngoại thành nông gia nhạc để bắt đầu lễ kết hôn. Lúc này, trên bãi cỏ đã ngồi chật kín người. Và đương nhiên, Lý Gia Long cũng đã tới rồi, khi nhìn thấy hiện trường được trang trí bày bố cao cấp như vậy, anh ta có hơi kinh ngạc. Hôn lễ trên bãi cỏ phần lớn là chỉ nhìn thấy trên TV, chứ trong thế giới thực ngoài đời, hôn lễ như vậy cũng không có nhiều. Nhưng anh ta vẫn là người tỏa sáng nhất ở nơi này như trước. Rất nhiều họ hàng trong nhà đều tới chào hỏi anh ta, và anh ta cũng tự nhận, đợi lát nữa mình đưa lễ vật, chắc chắn là tốt nhất. Ngồi một lúc sau, anh ta bỗng nghe thấy tiếng động cơ vang lên có người hô to một tiếng nói, cô dâu chú rể tới rồi. Lý Gia Long ngẩn người, anh ta đưa mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy có tới hơn 20 chiếc xe thể thao đang đi về phía này, cơ thể anh ta bỗng dại ra một chút. Đây là, là đoàn xe tân hôn của Lý Thu thật sao? Anh ta nói với nét mặt có phần hoài nghi. Với đoàn xe thế này, giá cả thuê tuyệt đối không phải thấp. Hiện thực đã trả lời anh ta, xe chạy tới nông gia nhạc rồi ngừng lại, và sau đó, hai người Lý Thu và An Nhiên bước từ trên xe xuống. Và trong khoảnh khắc mọi người nhìn thấy An Nhiên, ai nấy cũng dại ra. An Nhiên trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình bộ váy cưới, đẹp đến độ không gì sánh nổi, khoảnh khắc này, cô ta chính là người tỏa sáng nhất ở đây. Bọn họ yên lặng đừng chờ trước cửa, vừa để tiếp đón người thân họ hàng, vừa là để đợi giờ lành. Ngoại trừ phù dâu phù rể đứng ở ngoài, những người khác đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Lê Văn Vân và Lý Thu cùng đứng ở cửa, đột nhiên, sắc mặt anh khẽ đổi, sau đó, anh phất phất tay, ra hiệu kêu gọi Trương Vãn Hà lại nói, hình như tôi cảm giác được xung quanh đây có bóng dáng của người gác đêm, cô đi xem là tình huống gì. Trương Vãn Hà gật đầu, cô ấy nhìn chung quanh một hồi, sau đó vội vàng cúi người, không bao lâu sau, cô ấy đã trở lại. Nói với vẻ mặt có phần nghiêm túc, e là hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Chương 1014, Hôn lễ của người anh em tốt nhất ba. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Lý Thu vẫn đang đứng tiếp đón bạn bè người thân, sau đó vẫy vẫy tay. Trương Vãn Hà ngầm hiểu, đi tới bên cạnh, Lê Văn Vân mở miệng hỏi, "Chuyện là thế nào?" "Người gác đêm bên kia nói với tôi, ở gần đây có rất nhiều người từ khu tội ác xuất hiện, ngày hôm qua bọn họ phát hiện những người này đang tiến tới gần đây, hơn nữa số người cũng không ít, cũng phải có đến mấy chục người là đỉnh cấp." Trương Vãn Hà nói. "Sao?" lê văn vân ngẩn người sau đó hai mắt nhíu lại mở miệng nhằm vào chúng ta cái này tôi cũng không rõ về tình hình cụ thể lắm nhưng mà cảm giác hôn lễ này sẽ không được diễn ra thuận lợi đâu điểm mấu chốt ở đây chính là nơi này có rất nhiều người là người bình thường có cần phải đưa bọn họ tới nơi dùng cơm trước không sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách cho người ở lại đây giải quyết trương vãn hà hỏi lê văn vân sờ sờ mũi nói đây là hôn lễ của thu thu dù có thể nào cũng phải để nó được diễn ra thuận lợi đợi lát nữa cô đi qua đó hỏi mượn người gác đêm mấy cây đao lại đây cô và anh tiêu không có chuyện gì thì trước mắt cứ tới đó phối hợp với bọn họ ra bên ngoài ngăn đám người kia lại còn tôi phải tham gia hôn lễ mới được dù sao cũng là phù rể trương vãn hà gật đầu nói vậy cũng được có anh tiêu ở đó cũng đủ rồi sau khi hôn lễ bên phía này kết thúc chúng tôi sẽ lập tức tới tri viện cho cô lê văn vân thở ra một hơi nói Trương Vãn Hà gật gật đầu, mở miệng đáp được, vậy trước tiên cứ giao mọi chuyện cho chúng tôi là được, cũng may nơi này là vùng ngoại thành, nên người sống ở đây cũng không phải là quá nhiều, nếu không nó có thể sẽ gây ra tiếng vang không nhỏ cũng nên. Lê Văn Vân cũng gật đầu tán thành, sau đó anh lại nói, chuyện này đừng nói cho Thu Thu biết, hôm nay là ngày vui của anh ấy, để anh ấy được yên ổn chút vẫn hơn. Trương Vãn Hà nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Sau đó hai người cùng đi ra cửa, Lê Văn Vân rất tự nhiên đứng bên cạnh Lý Thu, Lý Thu trần trừ một chút, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi sao? Lê Văn Vân vỗ vỗ bờ vai anh ta nói, không có gì hết, vừa rồi cô ấy nói Lưu dai đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi hôn lễ bắt đầu thôi. Lý Thu đứng bên cạnh Lê Văn Vân, cười cười nói, đại ca, thật lòng cảm ơn anh nhiều. Nói lời nực cười gì vậy? Lê Văn Vân cảm thấy thật cạn lời. Thật lòng đấy, lý thu giống như đang lầm bầm lầu bầu gì đó tiếp tục nói từ khi gia nhập người gác đêm chúng ta đã cùng ở chung một chỗ anh lúc nào cũng chiếu cố tôi tôi dẫn thân vào con đường ngắm bắn này cũng là nhờ anh đưa ra lời đề nghị nếu không chắc tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường của người gác đêm mà thôi không chừng có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào ấy chứ căn bản là sẽ không có cơ hội để bước vào đội quân tiên phong này đúng vậy thực lực hiện tại của lý thu cũng chỉ đạt ngưỡng cao cấp Thiên phú võ công của anh ta cũng tầm thường, ở dãy núi Aspen lần trước, suýt chút nữa là anh ta có thể đột phá lên đỉnh cấp, nhưng cái ngưỡng cửa đó, dù có thể nào đi nữa anh ta cũng không thể chạm tới được. Cho nên trước đây, anh ta không có tư cách tiến vào tiểu đội đội quân tiên phong, Lê Văn Vân kiến nghị anh ta đi con đường ngắm bắn, sau đó anh ta mới có thể trở thành thần bắn tỉa của người gác đêm, một cao thủ bắn tỉa khiến người ta chỉ cần nghe tới thôi cũng đã sợ vỡ mật. Sau đó, anh ta cũng đi theo Lê Văn Vân, gia nhập tiểu đội 11762. Anh ta tiếp tục nói, trong những trận chiến trước kia, anh luôn sắp xếp tôi vào vị trí an toàn nhất, thậm chí là con phái người tới bảo vệ tôi, có đôi khi tôi còn cảm giác tôi còn được bảo vệ an toàn hơn cả phụ nữ, còn anh luôn là người đi đầu, xông lên trước tiên. Anh ta nói đến đây, giọng điệu bắt đầu có hơi nghẹn ngào, nếu không phải có anh thì chắc tôi đã chết từ lâu rồi, càng không có chuyện tới khu tội ác và cũng sẽ chẳng gặp được an nhiên. Đồ dở hơi, trước mặt ông đây, đừng có làm cái vẻ đạo đức giả ấy. Lê Văn Vân nhịn không được nhấc một chân đá anh ta, xúc động mắng, trong ngày trọng đại thế này, tốt nhất đừng nói mấy lời vô nghĩa. Đúng là vì chuyện kết hôn này, mà lòng tôi có rất nhiều cảm xúc. Lý Thu mỉm cười nhìn người thân bạn bè của mình, đồng thời đứng bên cạnh Lê Văn Vân nói, câu nói cảm ơn này, là xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Tôi biết rồi, Lê Văn Vân cười nói, dù có thế nào, thì đời này các người vẫn là anh em tốt nhất của tôi. Chỉ một câu như vậy là đủ, đừng nói mấy lời ra vẻ đó nữa, nghe thôi ông đây đã buồn nôn chết được rồi. Phụt, mấy người Hoàng Thi Kỳ đứng bên cạnh nở nụ cười. Phạm Nhược Tuyết cũng cười nói, Thu Thu, anh đừng nói. Lý Thu khẽ gật đầu, mở miệng đáp, ừm. Um. Thời gian trôi qua, đã tới 12 giờ 8 phút, lúc này, Lưu Giai chậm rãi đi tới sân khấu hôn lễ được dựng phía trước đương nhiên cô ta sẽ không giọng khách hát giọng chủ hôm nay cô ta chỉ trang điểm nhẹ ăn mặc cũng vô cùng giản dị nhưng cũng đủ khiến người ta liếc mắt một cái là nhận ra lưu giai kia chẳng phải là lưu giai sao mẹ nó chứ lưu giai là người chủ trì hôn lễ của lý thu sao tên lý thu này tiền đồ cũng lớn thật đấy bên ngoài thì một đống chiếc xe thể thao đỗ kết hôn lại có thể mời được một đại minh tinh như lưu giai tới làm người chủ trì những tiếng bàn luận sôi nổi liên tục vang lên. Phía dưới, đầu Lý Gia Long bắt đầu to lên. Anh ta có chết cũng không ngờ được, Lưu Gia lại chính là người chủ trì hôn lễ của Lý Thu. Theo quan điểm của anh ta, Lý Thu chỉ là một người tham gia quân ngũ, mà ở thời buổi này, nó chẳng có tác dụng gì cả. Tiền mới là vua chúa. Mà bản thân Lý Gia Long anh ta là người kiếm tiền giỏi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trong số những họ hàng xa gần của cả cái gia tộc Lý thị này anh ta vẫn luôn tự hào vì điều đó. Nhưng giờ khắc này, rõ ràng rồi, anh ta e rằng Lý Thu không giống với những gì anh ta tưởng tượng. Kết hôn với đội hình xe rước dâu có tới 20 chiếc xe thể thao thuộc loại hàng đầu, người chủ trì hôn lễ là Lưu Giai, và địa điểm tổ chức hôn lễ cũng là một nơi khá cao cấp. Tất thảy những điều này cho thấy Lý Thu không hề tầm thường. Anh ta ngồi trên bãi cỏ, đầu óc ngây ngốc. Chào mọi người, tôi là Lưu Giai. Lưu Giai mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đương nhiên, hôm nay tôi không phải nhân vật chính, mà là một đôi trai tài gái sắc của chúng ta, ngay bây giờ, xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Khúc quân hành hôn lễ vang vọng, những nốt nhạc bay bổng, khóe miệng an nhiên khẽ cong lên tạo thành nụ cười mỉm. cô ta kéo tay Lý Thu, hai người từ từ bước trên thảm đỏ. Phía sau, là hai người cầm theo lãng hoa, tiếp đó là phù dâu và phù rể. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người phía dưới, Bọn họ khoác tay nhau từ từ đi về phía trước. Trên mặt Lê Văn Vân cũng lộ rõ vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt anh lại hơi hơi trầm xuống, thỉnh thoảng còn ngó nhìn bốn phía xung quanh. Anh đã cảm nhận được, ở những nơi gần đây, một vài chỗ có dao động chân khí, hiển nhiên là người gác đêm và người của khu tội ác đã giao đầu bên ngoài. Anh nhìn xung quanh một lượt, không thấy Trương Vãn Hà và Trần Tiêu đâu, rất rõ ràng, họ đã tham gia vào trận chiến rồi. "Hả?" Đột nhiên Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, mặc dù đang là ban ngày, nhưng vẫn có một điểm sáng chậm rãi lập lòe chấp động, tốc độ cực kỳ nhanh, đang liên tục rơi xuống dưới. Hả, không lẽ là tiêm quỷ rơi xuống sao? Lê Văn Vân nheo nheo mắt nói, không biết có phải nó đáp xuống bắc cảnh hay không, người của ám võng nhất định phải nhanh chóng tính toán chính xác vị trí nó rơi xuống. Mặc dù anh đang chú ý tất thảy những chuyện xảy ra chung quanh, nhưng trên mặt anh vẫn giữ nguyên một biểu cảm không cảm xúc đi theo lý thu và an nhiên chậm rãi tiến vào bên trong hiện trường hôn lễ lúc này nét mặt lê văn vân lại thoáng đổi lần nữa anh nhìn về phía một nơi nào đó trong hiện trường hôn lễ bên trong đám người có một người nước ngoài ngồi đó trông rất nổi bật ông ta mặc vest đi giày da trong tay cầm một quyển sách đeo một chiếc kính gọng vàng đang đọc sách dường như là chú ý tới ánh mắt lê văn vân Ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Văn Vân, ngay sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ ý cười. Chính là tiến sĩ Tê thần bí kia. Chương 1015, phỏng đoán của tiến sĩ Tê. Tiến sĩ Tê nhận thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang tập trung về phía mình, ông ta gấp quyển sách lại, nhìn về phía Lê Văn Vân, khóe miệng mang một nụ cười có phần khó hiểu. Mẹ nó, tại sao mấy thứ chó má này lại tới đây kia chứ? Lê Văn Vân yên lặng chửi thầm một câu. Xảy ra chuyện gì?" Cố Bạch đi bên cạnh anh mở miệng hỏi. "Anh có thấy người nước ngoài ngồi trên bãi cỏ kia không?" "Người đó chính là Tiến sĩ T trong truyền thuyết đấy." Lê Văn Vân mở miệng nói. Nghe thấy cái tên này, lông tơ khắp người Cố Bạch lập tức dựng đứng lên. Anh ta liếc nhìn về phía bên kia, đồng thời cũng mở miệng nói, "Mấy con chó này tới đây để làm gì chứ?" Có quá nhiều lời đồn đại về Tiến sĩ T, bao gồm cả việc gần đây nhất là ông ta đưa Bùi Ninh Tùng đi cùng với trang phục chiến đấu mới, về người này, ngoài thần bí ra, anh ta thật sự không tìm thấy bất kỳ từ nào để hình dung. Và điểm mấu chốt chính là, bọn họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc thằng cháu này định làm cái gì. Sau khi tiến sĩ Tê chào hỏi bọn họ xong, ông ta lại ngồi xuống, tiếp tục trưng ra vẻ mặt tươi cười. Lý Thu đi phía trước cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, anh ta nói với điệu bộ cạn lời, vừa rồi không phải Lê Văn Vân và Vãn Hà nói chuyện này sao? Lúc người này tới, tôi nhìn thấy ông ta có dáng vẻ là người phương tây trên tay còn cầm một quyển sách tôi còn tưởng rằng ông ta là linh mục mà các anh sắp xếp cho tôi chứ lê văn vân và cố bạch bỏ đi trước mắt cứ tiến hành theo quy trình bình thường đi đã lê văn vân nói hôm nay hôn lễ này cần phải được diễn ra êm xuôi đợi lát nữa khi nghi thức bắt đầu rồi cố bạch phải phiền anh chút để tôi đi hỏi xem rốt cuộc thằng cháu kia định làm cái trò quái gì cùng với ca khúc hôn lễ dưới cái nhìn hâm mộ của những người ngồi dưới, cô dâu chú rể đi dọc theo thảm đỏ, cùng bước lên sân khấu, Lưu Giai đứng trên bục, trong đôi mắt mang theo ý cười thoải mái, đối với quy trình của một hôn lễ, cô ta đã quá quen thuộc rồi, đợi đến khi người tới, hôn lễ sẽ được diễn ra theo đúng quy trình bình thường của nó. Cố Bạch bắt đầu bận trước bận sau, Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi, tìm cơ hội lẻn vào nơi khách tham gia ngồi, anh vừa mới tới, tiến sĩ tê kia đã cười tủm tỉm nói, cậu Lê, nói bậy sau lưng người khác là không tốt đâu nha. Rất rõ ràng, những gì anh và Cố Bạch nói ban nãy người này đều nghe được hết. Ông tới nơi này làm gì? Nếu ông dám gây rối, hôm nay tôi nhất định sẽ chém ông. Lê Văn Vân hạ thấp giọng mắng. Nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện, ra chỗ khác với tôi đi. Tiến sĩ Tê cười tủm tỉm nói, tôi tới đây không phải để gây rối, mà là để chúc phúc, có điều, món quà chúc phúc là gì thì đợi lát nữa cậu sẽ biết đương nhiên vẫn còn nguyên nhân khác nữa tôi muốn nói chuyện với cậu suốt lời ông ta đứng lên đi ra bên ngoài lê văn vân liếc nhìn lý thu và an nhiên đang tiến hành hôn lễ trên sân khấu sau đó cũng đi theo người nọ sau khi tới một nơi yên tĩnh tiến sĩ tê đứng lại tiếp đó ông ta quay đầu nhìn lê văn vân đánh giá một lượt từ trên xuống dưới lúc này mới mở miệng nói nhìn cậu bây giờ tôi cảm thấy có chút giống với trác nhất minh kỳ thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được cậu thật sự có thể giải quyết tiêm quỷ vàng kia lê văn vân bĩu môi nói ông tìm tôi là để nói chuyện này đương nhiên là không phải tiến sĩ tê móc ra một bao thuốc là sau đó ông ta đưa lê văn vân một điếu lê văn vân muốn từ chối theo bản năng nhưng khi nghĩ đến những điều tiến sĩ tê đã làm anh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy điếu thuốc sau khi châm lửa tiến sĩ tê nói Lê Văn Vân, cậu đã nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chưa? Mặc dù lần này tiêm quỷ vàng đã chết, nhưng dưới sự bố trí của nó, tiêm quỷ bắt đầu đổ bộ trên toàn thế giới. Ví dụ như khi cậu nhìn lên bầu trời, sẽ có một tiêm quỷ rơi xuống tô chiết này, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có lẽ cấp bậc của nó không hề thấp. Tôi sẽ giải quyết, Lê Văn Vân bĩu môi nói. Tôi nói tôi sẽ tặng cô dâu chú rể một món quà, tôi sẽ giải quyết nó, đúng lúc, tôi cũng muốn nghiên cứu xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với đám tiêm quỷ đỏ này. Tiến sĩ T cười tùm tìm nói, cái tôi muốn hỏi cậu chính là, cậu cảm thấy nếu tiêm quỷ đổ bộ xuống toàn thế giới, loài người sẽ đi về đâu? Lê Văn Vân Nhân mày nói, chúng tôi sẽ cố gắng khống chế. Vậy sao? Tiến sĩ T nhàn nhạt nói, ngôn ngữ của tiêm quỷ, các người vẫn chưa chinh phục được, nhưng tôi lại hiểu biết một chút về nó. Nói như vậy, chắc cậu hẳn là cũng rõ, tiêm quỷ vàng không phải là mạnh nhất, trên nó còn có màu tím, mà trên cấp màu tím đó còn có cấp bậc nữa hay không, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nói tới đây, ông ta sờ sờ cầm nói, tiêm quỷ màu tím, có lẽ đến cả trác nhất minh cũng không thể đối phó nổi. Rốt cuộc thì ông muốn nói cái gì? Lê Văn Vân rít một hơi thuốc lá, anh phát hiện bản thân có hơi không hiểu rốt cuộc người này muốn làm cái gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe tương lai con người sẽ phải đối mặt với cái gì, Tần suất tiêm quỷ rơi xuống trái đất sẽ càng ngày càng dày đặc, hiện tại người gác đêm các cậu lại rơi vào tình thế loạn trong giặc ngoài, người của khu tội ác xuất hiện với quy mô lớn, hơn nữa số người này sẽ càng ngày càng tăng cao, nhưng yên tâm đi, bên phía tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu hợp nhất một số người, sẽ không để họ làm điều sằng bậy." Tiến sĩ Tê nói. "Vậy còn ông?" Lê Văn Vân nhìn về phía ông ta, nhướng mày hỏi, "Ông làm những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích của ông sau tất cả những chuyện này là gì?" Đây là một trò chơi, cũng là một lần thử nghiệm, tôi không muốn khi đối mặt với tiêm quỷ, người gác đêm các cậu phải bỏ mạng quá nhanh, dẫu sao thì thời gian tiêm quỷ rơi xuống với quy mô lớn không phải quá ngắn. Đến lúc đó, tiêm quỷ sẽ tập kích những thành phố bình thường này, sẽ có một số lớn người phải bỏ mạng, siêu cấp cũng chỉ có mấy người như thế, đến lúc đó bọn họ chết rồi, người thường hoàn toàn không còn cách nào để tiếp tục chống cự nữa, ắt sẽ có vô số người thường phải bỏ mạng. Tiến sĩ Tê dường như đang nói về một điều hết sức bình thường sau đó ông ta lại cười nói, đến lúc đó cả trái đất này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, vô số người phải dẫy ruộng bên bờ vực của cái chết. Đương nhiên, loài người sẽ không bị diệt vong hoàn toàn. Nhìn vào lịch sử có thể thấy được, con người là một sinh vật kỳ lạ, dưới tình thế tuyệt vọng nhất, sẽ có mấy nhân vật anh hùng xuất hiện, bọn họ có lẽ sẽ quy phục, hoặc có lẽ sẽ phản kháng, nhưng điều có thể chắc chắn chính là, không gian hoạt động sẽ trở nên rất rất hạn hẹp, và theo suy tính của tôi, con người sẽ bị diệt sạch đến mức chỉ còn khoảng 2 tầng, sau đó rút lui, hơn nữa vị trí có lẽ là ở Du Châu kia. Nơi đó có rất nhiều núi, không thích hợp để tiêm quỷ tác chiến. Đây là thí nghiệm tôi phải làm, tôi muốn xem thử, dưới tình thế tuyệt vọng, cuối cùng con người sẽ lựa chọn làm gì. Đối mặt với việc chủng tộc bị diệt sạch, bọn họ sẽ sản sinh ra loại năng lượng như thế nào? Tiến sĩ Tê cười tủm tỉm nói, đương nhiên, cuối cùng tôi sẽ đứng ra, mặc dù là các người đã chết thì tôi vẫn sẽ đứng ra trở thành thủ lĩnh của loài người đấu tranh với nhóm tiêm quỷ đến cùng nghe thấy mấy lời ông ta nói lê văn vân hít một hơi khí lạnh anh cảm giác người đang đứng trước mặt mình lúc này đây chính là một tên biến thái cho nên lê văn vân hỏi cho nên tôi chân thành mời cậu tới địa phận của tôi để cùng tôi chứng kiến tương lai kia tiến sĩ tê cười tủm tỉm nói không có hứng thú Lê Văn Vân khua khua tay nói, nếu ông tìm tôi chỉ để nói những chuyện này, vậy mời ông rời đi cho. Tiến sĩ Tê vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười như cũ, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, tôi chờ cậu, tương lai khi cậu thấy mọi chuyện không thể khống chế được nữa, thời điểm cậu tuyệt vọng, cậu nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi. Suốt lời, ông ta ngửa mặt nhìn lên trời nói, tôi đây cũng không làm phiền thêm nữa, mấy thứ từ trên trời rơi xuống, tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1015.